kênh Ngọc Quyên Color Cuộc Sống Là Đam Mê. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cắm một bình hoa, đấy là hoa loa kẹt. Hoa loa kẹt thì vốn dĩ là cái loại hoa mà một năm thì chỉ có một mùa, đó là mùa tháng 4 này. Tháng 4 là tháng mùa của loa kẹt ở ngoài miền Bắc. Thế còn mình cũng không biết là các bạn ở trong miền Nam thì sẽ có hoa loa kèn như thế nào. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cắm một bình hoa. Và cái bình này thì hôm nay mình sử dụng để là bình dự cần. Trước tiên thì hôm nay mình xin nói một chút về hôm nay. Bởi vì hôm nay đã lâu rồi mình không quay video, đã lâu rồi mình không có video mới cho các bạn. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm cái video gọi là thiếu nữ bên hoa huệ. Hy vọng là các bạn cảm thấy là sau khi xem video thì các bạn thấy vui và sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, và các bạn sẽ thấy nhớ mặt mình hơn và thấy tự tin hơn, thấy yêu đời hơn và cũng cảm thấy là thích mình hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Và cứ mỗi lần lên video thì lại xinh đẹp như này để tự tin trước ống kính và tự tin cho mọi người. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ video này để mong muốn là tháng 4 này thì những cái bạn ở miền Bắc ấy, hoặc là các bạn ở trong miền Nam mà không có thì có thể mua hàng từ miền Bắc vào, hoặc là họ có nhập hàng từ miền Bắc vào thì cũng sẽ có, thì các bạn sẽ có những cái bình hoa loa kèn như này. Còn nếu mà không có bình hoa loa kèn như này thì có rất nhiều video của các bạn trên YouTube ấy, các bạn ấy hướng dẫn làm hoa loa kèn bằng giấy, bằng lụa cũng rất là đẹp. Thì hôm nay đây mình xin chia sẻ một chút hoa loa kèn màu trắng này. Loa kèn thì chỉ có một loại, đấy là màu trắng này thôi, và nó chỉ có một kiểu, một mùa thôi, chứ không có bao giờ gọi là như là hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, hoa huệ thì nó có tất cả các mùa. Thế nhưng mà hoa loa kèn thì chỉ có các mùa thôi. Mình sử dụng luôn cái bình hoa rượu cần này. Thứ nhất là bình rượu cần này thì nó màu tối, màu tối, cắm loa kèn lên thì cũng rất là đẹp, cả nó có cái độ bình trung vừa phải thì sẽ gọi nhớ là giống như là những cái chung ngày xưa ấy, thì nhìn nó sẽ giống với lại thiếu nữ bên hoa huệ hơn. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước khi là chọn hoa loa kèn thì đương nhiên là các bạn đây mình sẽ chia sẻ một chút là cách chọn hoa loa kèn. Hoa loa kèn thì các bạn chọn đương nhiên là lá phải xanh dày và không có lá bầm dập, bông hoa thì phải có cả lụ cả hoa như này, lở trắng bông đều, cánh nó không bị dập bầm dập, màu trắng đều đẹp. Chọn những cái bông đều, các bạn có thể là chọn những cái bông mà lụ nó nhiều hoặc là ít tùy theo, nhưng mà mình ở đây thì mình đã chọn được một vài bông rất là đẹp như này. Các bạn cắm, mình nghĩ là cắm cái bình này ấy, thì các bạn cứ cắm tự nhiên nhé. Nhưng mà khi những cái bông mà nó phản ứng như này thì các bạn cứ lên để những cái bông căm thì chúng ta sẽ để nó sau, cắm về phần sau. Bông thẳng là gì mình sẽ cắm trước. Để những cái bông thẳng này mình sẽ cắm ở bên phần bên trên như vậy, và những cái bông mà nó quay về một phía hơn thì chúng ta sẽ cắm thấp hơn. Ngày xưa ấy, hoặc là ở một số cái cửa hàng ở ngoài, bây giờ thì cũng thế, ở một số cái cửa hàng ở ngoài Hà Nội ấy, thì đến mùa loa kèn này thì có những cái cửa hàng cà phê hoặc là cửa hàng trà, họ cũng hay cắm những cái bình hoa loa kèn rất là lớn như này. Rất là đẹp.
mình cũng rất là thích hoa loa kèn. Tuy loa kèn thì nó không có cái gọi là không có một chút không có hương thơm, thế nhưng mà loa kèn nó lại có cái sự màu trắng tinh khiết. Đây các bạn chọn những cái bông thảo, cảm ơn chị bác. Cái màu trắng tinh khiết thì cảm thấy cái là bông hoa của mình nó sẽ đẹp hơn ấy. Cái bông hoa của mình nó rất là ngây thơ và nhìn nó rất là trong trắng. Thế nên là mình mỗi cái mùa loa kèn thì mình cũng đều phải mua một bình như này để cắm. Ở chỗ mình thì là nông thôn ấy, họ cũng rất ít khi là cắm hoa loa kèn, thế nhưng mà cũng bắt đầu chơi những cái bình hoa loa kèn. Nên là mình cũng kinh doanh buôn bán cho các bạn ấy để các bạn ấy cắm và các bạn đệm vào những cái chỗ trống, những cái bông hoa thẳng các bạn đệm lên trên. Các bạn tuốt bớt lá chân đi nhé để cho nó khỏi bị thối lá chân ở dưới nước và nó sẽ cái bông hoa của mình sẽ nó sẽ tươi hơn. Như vậy là cái bông lọ hoa của chúng ta thì nó có cái miệng này, nó nhỏ như này, nên là cắm hoa sẽ rất là đẹp và nó sẽ không bị tốn hoa. Nên là mọi người có thể là tận dụng một cái bình rượu cần ấy để cắm. Mình thì cũng có rất là nhiều bình hoa nhưng mà cái bình rượu cần này thì cắm cái hoa loa kèn này thì nó rất là hợp. Những cái bông mà nó cong ra như này một chút thì chúng ta sẽ cắm nó quay mặt ra ngoài như này thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Vậy là cái bình hoa loa kèn của mình đã cắm xong. Cảm ơn các bạn đã luôn ghé thăm kênh của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.